Thưa quý vị, liên quan đến 14 ca bệnh COVID-19 trên 4 chuyến bay nhập cảnh về cách ly ở tỉnh Quảng Nam được xác định nhiễm biến chủng Omicron, Bộ Y tế vừa có công điện đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam và hãng hàng không Bamboo Airways tập trung mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc để ngăn dịch lây lan. Cụ thể, cần mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời F1, không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu các trường hợp nguy cơ để xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất, để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Pasteur Nha Trang để tiến hành xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh, giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch,